Mua sản phẩm Sơn Hà giá tốt tại kiemsonha.vn hoặc sonha.fhi.com.vn. Chiếc vòi cần vuông Sơn Hà SHK0030. Khi các bạn mua cùng với chiếc chậu này thì cái vòi này có giá bán là 1.400.000 một chiếc. 2.480.000 cộng với 1.400.000 thành là 3.880.000 cặp sản phẩm chậu rửa Luxury Sơn Hà và chiếc vòi rửa bát SHK0030. Ok. Vậy là chưa đến 4 triệu các bạn được cặp sản phẩm Sơn Hà luôn nhá. Cặp sản phẩm Sơn Hà luôn. Đối với bộ vòi thì khi mở ra nó như thế này, có một cái quyển bảo hành này, dây cất này, cái chuôi, cái chân để chúng ta lắp vòi vào chậu này. Và đây chiếc vòi của chúng ta đây. Chiếc vòi SHK0030 nó sáng bóng như này. Sản phẩm được làm bằng đồng mạ Liken Chrome nhé các bạn. Khi các bạn lắp như này này, nó xoay 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 360 độ luôn, xoay tròn luôn. Rửa chậu bên này, rửa chậu bên này. Ok. Chiếc vòi này có giá bán cho các bạn là 1.400.000 nhá. Giờ tôi bỏ riêng ra. Chắc hết là chiếc vòi Sơn Hà SHK0030 còn giá bán là 1.400.000. Kết hợp chiếc chậu Luxury Sơn Hà như nào? Rồi. Đầu tiên là chúng ta hãy tháo cái lỗ chờ lắp vòi ra. Đây là thiết bị cái chân vòi này. Thì để lắp đặt chúng ta có cái răng này. Chúng ta cài vào đây. Đó. Rồi. Tiếp theo là các bạn nới cái này ra. Rồi. Chúng ta lấy một cái lông đen ra rồi. Và chúng ta vặn vào đây. Các bạn nhìn thấy là cái gen này này có một đầu trên là đầu ngắn, đầu dưới dài, thì cái đầu ngắn chúng ta vặn lên. Vặn lên. Rồi. Được chưa? Rồi. Tiếp theo chúng ta để này nó chọc vào. Cái tay cầm thì các bạn có thể để bên tay phải nhé. Để bên này. Không ạ. Đó. Đằng sau các bạn có cái lông đen kẹp cho vào này. Và thế này kéo cho các bạn lên. Đó, cho nó chặt vào. Đó, và chúng ta lấy cái tô vít siết chặt hai con ốc này lại. Còn chúng ta sẽ vô cùng chắc chắn với cái chậu. Tiếp tục là có hai dây cấp này. Cái dây cấp phụ kiện của vòi kèm theo ấy, các bạn vặn vào. Đây cứ thế này các bạn lọc vào lỗ thôi. Đằng sau các bạn nhìn thấy có hai cái lỗ bên trên này. Hai cái lỗ bên trong này. Đấy, các bạn vặn vào. Lỗ nào cũng được ạ. Hai dây hai lỗ. Đó, các bạn cầm tay vặn thôi. Thế là được. Đối với cái này thì các bạn không cần cuộn băng tan đâu nhá. Nó có cái chống giò là cái dòng cao su này rồi. Cứ thế vặn vào thôi ạ. Vâng đấy, các bạn thấy là cơ bản là tôi đã lắp một chiếc chậu như này. Đó. Vâng, các bạn là tôi đã lắp được cái bộ phụ kiện của cái chậu cũng như là chiếc vòi Sơn Hà SHK0030 lên cái chậu như này. Đây. Rồi, tôi đặt vào bàn đá này. Đó. Đây, chiếc vòi Sơn Hà SHK0030 kết hợp cùng chiếc chậu Sơn Hà Luxury. Các bạn thấy cặp sản phẩm này là 3.880.000. Đối với riêng bộ chậu nhé, thì chúng ta có chậu và bộ xi phông xả nước của nó này. Các bạn nhìn thấy bộ xi phông xả nước cải tiến mới năm 2022 ấy, cải tiến là cái bầu xi phông ngăn mùi nó to hơn. Và cái ống, những cái ống cao su thoát nước này nó cũng to hơn. Nó phi 42 nhé các bạn. Những cái trước là có phi 34 thôi. Cái này là tăng lên phi 42 rồi. Nó to hơn thì nó cho chất lượng độ xả nước nó nhanh hơn. Đấy, bộ ngăn mùi này có cái bầu này ngăn mùi là sau này nếu mà các trường hợp mà những cái
cặn hạt gạo, hạt cơm nó dồn xuống đây. Thì các bạn thỉnh thoảng các bạn mở lưới cái đáy này ra, đổ nó đi. Nó rất là tiện lợi, tiện ích đúng không ạ? Rồi, đây là bộ sản phẩm, nó gồm chậu và siphon thoát nước là riêng bộ chậu nhé. Còn cái vòi thêm, cái vòi mua thêm thì các bạn đây là chiếc vòi cần vuông SHK0030. Rất là chất lượng, với một sản phẩm bộ này có giá bán chưa đến 4 triệu đồng. Các bạn được một cặp sản phẩm Sơn Hà rất là xịn. Mua sản phẩm Sơn Hà giá tốt tại yến sonha.vn hoặc sonha.shi.com.vn.